Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Nội thất nhà 365. Hôm nay, Nội thất nhà 365 xin giới thiệu đến mọi người sản phẩm bàn ăn thông minh kéo dài mặt đá ceramic màu trắng bóng, mở rộng từ 1,6 lên 2,3 m. Bàn thông minh kéo dài có chiều dài từ 1,6 và chiều rộng 90 cm, tiện lợi linh hoạt cho mọi không gian bếp có diện tích lớn đến nhỏ. Chất liệu mặt bàn là đá ceramic, không chỉ có độ bền vượt trội mà còn có khả năng chống nước, chống cháy, chống ố, chống bám bẩn, chịu va đập tốt trong quá trình sử dụng. Bàn có thể kéo dài từ 1,6 lên 2,3 m cho nhu cầu sử dụng đông người cho các buổi tiệc tại gia đình với chiều dài 2,3 m. Sau khi mở rộng, bàn có thể ngồi thoải mái từ 10 đến 12 người. Độ dày của mặt bàn là 1 cm và chiều cao từ mặt bàn đến xuống đất là 75 cm, phù hợp với đa số mọi loại ghế ăn hiện nay. Khung chân bàn được cấu thành từ kim loại chắc chắn. Bên cạnh đó, khung chân bàn còn được sơn một lớp sơn tĩnh điện nhằm bảo vệ tốt cho khung chân khỏi tác động từ môi trường, chống rỉ sét theo thời gian, đảm bảo sức khỏe cho con người. Khung bàn được cấu tạo bộ kéo tăng kích thước, không gây tiếng ồn và trơn tru trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, giữa khung chân và mặt bàn có sự liên kết chặt chẽ tạo nên sự thẩm mỹ và bền bỉ cao. Vậy, các bạn cảm thấy thế nào về sản phẩm bàn ăn thông minh này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!